Bình Dương được biết đến như vùng đất lạnh của ngành công nghiệp, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện về kinh tế, bất động sản, giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tiện ích nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của dân cư. Khu công nghiệp và đô thị Bầu Bàng do công ty BKMX đầu tư xây dựng là một trong những dự án tiêu biểu nổi bật được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phát triển và tầm nhìn tương lai của vùng đất công nghiệp này. Khu công nghiệp và đô thị Bầu Bàng trải dài qua hai xã Lai Hưng và Lai Uyên, huyện Bến Cát, nay là huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, có diện tích hơn 2.000 hectare. Đây là khu công nghiệp quy mô lớn với quỹ đất phát triển công nghiệp và đầu tư xây dựng khu đô thị hiện đại, hoàn chỉnh và đầy đủ tiện ích. Khu công nghiệp Bầu Bàng có vị trí giao thông thuận lợi khi nằm ngay trên quốc lộ 13, thuộc cửa ngõ giao thông quan trọng của Đông Nam Bộ và miền Trung Tây Nguyên. Từ đây có thể di chuyển nhanh đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước. Với những thế mạnh của mình, khu công nghiệp và đô thị Bầu Bàng trở thành điểm đến của hàng trăm doanh nghiệp với hàng trăm nghìn công nhân sinh sống và làm việc, mở ra một thị trường địa ốc sầm uất và tiềm năng bậc nhất Bình Dương trong giai đoạn này.